thật sự là thật sự là một cung đường rất đáng để trải nghiệm. Đây là cung đường đi xuống điểm cực bắc. Những người đi trước của tôi đang ở đằng xa kia. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đi xuống điểm cực bắc nhé. Đây mới chính là điểm cực bắc thực sự, không phải điểm cực bắc ở cột mốc 428 hay là cột cờ Lũng Cú đâu. Cột cờ Lũng Cú hay mốc 428 hoặc là đồi Vọng Cảnh chỉ là cái nơi còn cách xa cái điểm cực bắc này từ 3,3 cho đến 1 cây. Chính vì thế cho nên nếu như bạn nào mà đi Hà Giang, đi Lũng Cú thì muốn xuống điểm cực bắc thì phải đi thêm 2 tiếng đồng hồ đi bộ như này trekking. Và cung đường này rất phù hợp đối với những người nào thích trải nghiệm và có sức khỏe nữa, không dành cho những người yếu tim nhé. Từ trên đỉnh cao và chỉ có một cách là đi bộ xuống những cái đường mòn như thế này, những đường mòn của những người dân ở bản Xéo Lủng xuống đây để bẫy chim rồi thì bắt cá ở dưới sông Nho Quế. Chúng tôi đã đi 1 tiếng đồng hồ ở cái đường xuống dốc như này, những đường dốc rất là khốc khỉu, bạn có nhìn thì nhìn thấy đó, trơn trượt, bạn có thể ngã bất kỳ lúc nào. Khi đi ở trên đây thì các bạn một là chuẩn bị giày, hai là áo dài, ba là găng tay, 4 là nước, đó là những thứ bạn cần. Giày thì phải là giày leo núi hoặc là dép gò bộ đội. Áo dài để cho không bị gai xước vào người. Và găng tay thì để nếu như mà bạn có bị trượt, bạn bám vào bất kỳ cái cây nào thì nó cũng an toàn hơn. Nước là không thể thiếu được. Vẫn còn khoảng 30 phút đi bộ nữa thì chúng tôi mới có thể đến được điểm cực bắc. Ở trên này thì đã bắt đầu nghe thấy tiếng suối róc rách rồi. Đến đây là dòng sông Nho Quế. Đây là anh Thạch, là người đầu tiên đưa cái địa danh điểm cực bắc lên bản đồ Google Maps. Anh Thạch thân mến, anh quay lại đây. Vâng. Anh đang cùng với mọi người đi xuống một cái cung đường mà anh đã từng chinh phục. Cái cảm giác đi lại của anh như thế nào? Bây giờ đối với tôi là quá nhẹ nhàng và hạnh phúc. Bởi vì ngày 19 tháng 7 năm 2013 thì thầy trò chúng tôi hoàn toàn không biết đường, không tìm được lối mòn. Chúng tôi chỉ căn cứ vào cái khe chữ Y bên kia và cứ thế là thầy trò lăn xuống. Tới lúc lên thì mọi việc trở nên nguy hiểm vì chúng tôi đã mất nước, kiệt sức. Và tới gần 10 giờ đêm lúc đó tôi mới trở lại được cột cờ Lũng Cú mặc dù xuất phát từ lúc 7 giờ. Cho nên sau cái chuyến đi kinh hoàng đó thì bây giờ những chuyến đi sau này đối với tôi đều là nhẹ nhàng và thiên đường cả. Cái cảm giác, cảm xúc khi mà đến với địa đầu Tổ quốc, thực sự cái nơi mà đúng là cái mũi đất thiêng liêng, thì cảm xúc như thế nào? Vâng, tôi tìm hiểu và biết những cái điều này rất nhiều qua sách địa lý. Nhưng mà cái cảm xúc khi đứng trước đó thì phải nói là một cái gì đó vỡ òa lên. Và chúng tôi ngày đó tất cả mọi người thi nhau tự sướng đủ các kiểu. Và điều tôi mong nhất là gì? Chúng ta có thể không xuống được điểm cực bắc, nhưng chúng ta cần phải biết điểm cực bắc ở đâu trên bản đồ, bởi vì đấy là ý thức về chủ quyền đất nước, một cái tình yêu quê hương đất nước thực sự cần phải có ở mỗi người. Cảm ơn anh, rất là thú vị các bạn ạ. Anh Thạch là một giáo viên ở Ninh Thuận, và với một cái tình yêu với thiên nhiên, với đất nước thì anh thường xuyên có những chuyến trải nghiệm như thế này, rất là đáng quý. Vừa hơi mệt tí. Cái gì cái ngương ngưỡng mà thinh thích là sướng. Cái này nó tập thể dục này là rất là tốt, lại hưởng không khí thiên nhiên nữa. Chứ nằm trên giường mà tập thể dục thì lại hơi phí. Đây, địa điểm này là địa điểm mà sắp đến gần lắm rồi. Điểm cực bắc rồi. Đây là cái đoạn mà khó đi nhất. Nhưng thực ra thì đối với dân đi rừng chuyên nghiệp thì nó cũng không là cái gì. Nhưng mà đối với khách du lịch thì chúng ta cứ cẩn thận vẫn hơn. Đây, sông Nho Quế, nơi phân chia ranh giới tự nhiên của Việt Nam và Trung Quốc.
Đến đây là dòng sông Nho Quế.